Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở dòng xoay ngay uh, ngã 7 đường Nguyễn Nguyễn Thị Minh Khai ha. Ở đây mình tiếp giáp với lại bốn quận, quận 1, quận 3, quận 5 và quận 10 nha anh chị. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở khu vực của quận 10. Ở căn nhà ngang là 3 m và sâu vào 8 m nha. Một trệt và một rác suốt Nằm ở mặt tiền đường hồ y Kỷ hả anh chị Ở chỗ hồng riêng hoàng công mua bán ký công chứng cho tên ha Giá hiện tại chủ đang kêu nhà này là 1 tỷ 250 triệu ha 1 tỷ 250 triệu giá này bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh ha Ở đây mình đi lại các quận rất là gần nằm ở trục đường chính của đường hồ y Kỷ ha À, mình đi qua đường Lý Hiếu Tổ luôn nha anh chị Gần bệnh viện uh, Nhi Đồng 1 Ở đây là một bên là quận 3 Đường Lý Hí Tổ này một bên quận 3 Bên kia là quận 10 nha Hướng nhà của mình đó là hướng uh, Hướng Đông nha anh chị Hướng nhà của mình là hướng Đông và Căn nhà mình đó là căn hộ ở tầng 3 chung cư Lê Hồng Phong nha anh chị một rạp và một rác uh, gác suốt luôn Đó. có sổ phòng riêng vĩnh diễn nha cô bán trí cung chứng sang tên thôi à, mình chạy qua cái ngã tư của đường uh, Nguyễn Đình Chiểu nè sau này sang đây đổi Nguyễn Đình Chiểu và Lý Địa Thổ là tới rồi đây là góc uh, Lý Lý Thổ và Nguyễn Chiểu nha rồi đi thẳng luôn là uh, ngã bảy của điện thủ À, quận thì có rất là nhiều cây xanh ở giữa những cái hàng cây đoạn đường lớn nha. Mời mình tới qua cái đẹp đỏ này là mình tới vị trí căn nhà của mình nha. À, mình chạy thẳng luôn là ra ngã bảy điện biên phủ và vị trí uh, kế tiếp đây mình có cái ngã ba qua lộ nè có cái ngã rẻ qua lộ nè thì uh, mình chạy vào ngã rẻ đó là đường uh, hồ ý Kỷ, một con đường ngắn và rất là nhộn nhịp bậc nhất của sài gòn mình luôn đó, khu vực thì uh, uh, tham quan của các người nước ngoài đi qua đây du lịch ha đó, hồ y Kỷ nhà văn hóa ở trên nhà mình đứng nhìn thấy hết mấy này luôn ha thấy luôn cái trục đường lý tẩu trường tiểu học hồ y Kỷ, phố ẩm thực chợ campuchia chợ hoa hồ y Kỷ. rất là nhiều tiện ích xung quanh luôn ở đây là trung tâm nên chị nghĩ lại ở gần ở đây có lẩu bò hồ y Kỷ nổi tiếng nha Đó, hai bên là bán hoa Rồi trước đây cho thuê 5 triệu tháng nay chủ lấy lại luôn và quyết định bán luôn nha Rồi đây vị trí vào trung à, tư của mình Đó, giờ của mình ha Đây để xe dưới đây Chỉ xe 24-24 luôn nha Chung này một Và các nhà nằm góc bên này nè ở góc bên này ha bây giờ nhân sẽ vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video ha xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành hiện tại nhân đang ở chợ Hoa Hồ Hỷ Kỷ khu vực phường 1 của quận 10 nha anh chị ở đây thì là khu vực trục đường chính của đường Hồ Hỷ Kỷ ha đó, khu vực chợ Hoa ở dưới đó là bán hoa rất là nhiều luôn nha ở đây là phường 1 gần phố ẩm thực Hồ Hỷ Kỷ, chợ Campuchia. Ở đây hiện tại vị trí của nhân là chung cư Lô A 301. Đó, hôm nay nhân sẽ review cho một một bất động sản nằm ở uh, bìa góc này luôn, Đó, căn hộ chung cư nha, nằm ở bìa góc này luôn nè. Căn mình nằm đây nè anh chị, căn mình nằm đây nè. Đó nằm theo trục đường chính của đường uh, Hồ Hỷ Kỷ luôn. Căn nhà này hiện tại chủ đang kêu là 1 tỷ 250 nha 1 tỷ 250 triệu thôi Đó. Bây giờ nhân vào trong review cho anh chị mình xem ha Đó, Mình trước nhà mình có cái uh, sân nè nó sân trước nhà mình ha Để cho mình có em nhỏ chơi cũng được ha nó Có bằng đá nè ở chung cư lô A ha anh chị Đó, chung cư uh, này là ta gọi là Lê Hồng Phong Chung cư Lê Hồng Phong chiều ngang của cái chung cư mình á, căn hộ mình á là 3 m và chiều sâu vào á là được uh, 8 m ha, một trệt mà một gác suốt như vậy luôn nè. Từ đây ra ngoài kia luôn. Đó. ở đây có cái cửa rào nữa nè anh chị, ở đây có cửa rào nữa nè. Ở căn bên đây là của uh, người ở bên thì của mình nè. người ta cũng ốp gạch sạch sẽ ha. Đó, người ta ốp gạch sạch sẽ. Mình cần thì mình ốp gạch ha. Mình ốp gạch thì mình ốp gạch ha rồi ở đây có cái cầu thang sắt mình đi lên không nguyên cái gác suốt gì luôn nha anh chị nguyên cái gác suốt dài luôn ngang ba nhau vô tám nha đó. bếp bức tường cái này bức tường ha đó, bếp nhà vệ sinh được. cái cầu thang này thì gấp lên được nha cái cầu thang này là mình gấp lên được ha mình là cái lần nếp sát vô vậy để mình sử dụng ha còn không thì mình hạ xuống mình đi lên đó mình gấp xuống thì cái lối này cũng còn rộng rãi nha trần nhà tương đối cao đó, trần nhà tương đối cao nha anh chị ở xung quanh thì chủ ốp tường ca sạch sạch sẽ rồi cao lên hơn một mét rồi ở trên thì đóng lao phong. ở mình có thể về lăn xương nước và cải tạo sơ lại thôi cái này cải tạo cũng tốt nhiều một tỷ hai năm mươi ha một trệt và một gác suốt luôn nha anh chị cho nên mình còn cái gác suốt luôn nha rồi cái ban công của mình nè đây cái ban công của mình thấy anh chị ở khu vực chợ hoa ở dưới nè đó hai bên bán hoa rất là đầy. nhiều luôn ở bên kia là cũng là chung cư ha anh chị đó chung cư không nha còn đây thì có mình có cái lối thoát hiểm đó mình có lối hiểm đây ở đây cũng làm máy, máy che chỗ này ở ngang ba sâu vô tám chung cư đường lê hồng phong ha 301 Lê Hồng Phong, chung cư Lê Hồng Phong. Trên trục đường Hồ Thị Kỷ nha. Đó, đây là đường Hồ Thị Kỷ nha anh chị. Đó, ngay trục đường chính của đường Hồ Thị Kỷ luôn. Cái đó là ủy ban trung tâm văn hóa Hồ Thị Kỷ ha. Đó chợ phố âm thực mà đi đường đó vô cũng được hoặc là các nhánh đường này các nhánh này mình đi thẳng qua kia là vô phố âm thực ha chợ campuchia mặt tiền luôn không? mình view là view mặt tiền luôn nha dưới đây là chợ hoa đó xung quanh là rất là nhộn nhịp trục đường chính ở phường 1 của quận 10 trường mầm non phường 1 ha ở ngay cái chỗ đó là trường mầm non phường 1 luôn đó còn cái ban công của mình ha đó. rộng rãi cao ráo có cửa sổ nha mua bán thì sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nha sổ hồng vĩnh viễn nha anh chị đó, sổ hồng vĩnh viễn anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 hoặc có bất động sản cần ký gửi thì mình liên lạc với nhân qua số là 0822 39 39 39 ha nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình đến khi giao dịch ha quay nhà là hoàn toàn miễn phí một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ ha mặt tiền Hồ Thị Kỷ ngang là 3 m sâu vào 8 m ha. Căn hộ chung cư nha. Ốp gạch cao ráo hết rồi. Rồi đây. Đây, mình có một cái uh... gác suốt nha. Đó, cái gác suốt. Rồi, cao ráo nha. Đó, cao ráo nha anh chị. Có cửa sổ, trên đây còn cái tủ. Ừ. mua bán thì sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nha anh chị hoàn toàn trong khu dân cư hiện thủ rồi mặt tiền đường uh, chợ hoa hồ thị kỷ ha ở đây để cái tủ gỗ nè rồi ở đây thì uh, Mình dư được khúc này nữa nè Đó, giặt vũ phơi đồ ở trên có máy to nha ở trên nó mấy tên, cái này thì cũng đúc ra Mua bán sổ hồng Ký công chứng sang tên nha anh chị, sổ hồng riêng nha Rồi, ở đây có cung sắc bảo vệ nè à, Ở đây giáp với quận 1, quận 3, quận 5 à, Xe chạy ngoài kia là góc ở giữa đường là Lý, Lý Thái Tổ Lý Thí Tổ và Hồ Hỷ Kỷ hướng ra ngã bảy bệnh viện nhi đồng 1 đứng đây mình thấy nhìn điện nhi đồng một bên kia luôn nè đó. mình mua bán thì sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nè chỉ một tỷ hai năm mươi nha anh chị một tỷ hai năm mươi mặt tiền chợ hoa hồ Hỷ kỷ ha ngang là ba m sâu vào tám m căn hộ một trệt một lẫn nha Ê, xin lỗi chị một trệt một gác suốt nha anh chị đó, một trệt một gác suốt đó, mình có thể chia hai phòng luôn ở đây thì có cái máy đúc chỗ này luôn ha Đó, ngồi chơi chiêu rất là chiêu luôn chơi đây có đem đồ ra nhậu nhẹt tiệc tùng gì cũng vui vui ha Ở đây cũng lóc gạch sạch sẽ nha một trệt và một gác suốt về mình mình có thể mở cái này to ra nữa ha Đó, làm cái máy lật lên lật xuống à cái này thì cái tấm này chỉ kéo ha nó kéo nhẹ có đường ray nè kéo nhẹ thôi Đó, bước đi cũng ok cũng nhẹ nhàng nha anh chị anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 trên youtube bất động sản Sà thành mà anh chị xem lại thông tin xem lại không căn nhà mình một lần nữa ha chung cư lê hồng phong trên mặt đường, mặt tiền đường chính đường hồ thị kỷ phường 1 của quận 10 gần chợ campuchia chợ hoa hồ thị kỷ phố ẩm thực hồ thị kỷ ha Đó. À, nhà vệ sinh mình đây rộng rãi nha anh chị rồi, lối vào nhà mình nè. Ở dưới đây là mặt tiền ha. Lối vào chung cư. Ở đây mình để xe dưới đây. À, mình thề, có thể giữ tháng, để xe tháng đây. Hoặc là mình có thể chạy xe lên đây luôn. Nếu mình đi xe đạp, mình ở gần mình đi xe đạp á. Mình chạy xe lên đây luôn nha. Chạy xe lên luôn nha. Các bước đi rất là dễ dàng nha anh chị. À, các đi rất là nhẹ nhàng ha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên trên đây đúc hết ha trên đây đúc hết luôn nè rồi nhà mình có đồng hồ chính ở đây điện chính điện chính nước chính ha ở à, nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau mình hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để khi những up video lên anh chị là người đầu tiên nhìn thấy được bất động sản này và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phần khúc có giá dưới 1 tỷ 250 triệu này ha. Đó. Một trệt, một uh, gắt suốt nha anh chị. Ờ, nhưng xin chào, hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau.